mình đi tắm nhé. Sự tắm nào mới tốt cho Bin đây? Nhìn xem điều gì làm bé thích mê. Bạn hư vẫy tay ghé lên chơi nè. Nhờ đi chân an toàn cho da bé. Đi chân an toàn, đi chân an toàn. Đi chân làm cho da bé thêm mịn màng. Nhờ đi chân an toàn cho da bé. Yeah. Nhẹ mát an toàn là đi chân. Wow, công thức Nhật Bản phù hợp với làn da châu Á.